2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vui Giò. Mình là Vito Lão Chào Đao Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tô Linh. Đây là sân của Cắt Ké Hòa Thành Tây Ninh. Đây là trận bóng bóng sẽ rất hay, rất hấp dẫn nha các bạn. Các cầu thủ trẻ tuổi đời còn rất trẻ, rất trẻ. Bên kia là Trà 2K3 1m72 biên số 4. Bình giữa dẫn 2K6 1m86. Còn bên đây là Di, Di 2K1. Di 2K1 sẽ là gồng gánh cho cái tem của Sĩ Đồng và nuôi lồng Di. Một pha xử lý hay gì rồi của Di. 2-1. Bên đây là bộ 4 là Duy, Sĩ, Đồng và nuôi lồng chuyền 2. Ở xin lỗi các bạn, trọng nhỏ chuyền 2. 2-1. Đây có thể nói là các cầu thủ trẻ rất đẳng cấp gặp nhau. Dẫn. Okay. Ở đây đừng có chửi giùm cái này. Mâm. Mày cái bên mâm chỉ liên tục mà. Hai đều. Duy. Một pha xử lý quá hay vừa rồi của Duy 2K1. Các bạn nào còn nhớ tại sân bóng chày Thuận Lợi, Duy từng chấp Tuấn An, Thái Diêu 3-4 không thể tưởng tượng hình dung ra được. Duy 2K1 chấp Thái Diêu Tuấn An 3-4 quá ghê. Bóng tốt. Bốn hai. Đây có thể nói là các cầu thủ trẻ rất trẻ đối đầu với nhau. Các bạn hãy chờ xem. Một pha lọt trắng vừa của Di. 3-4. Bay buôn 16 điểm tới còn bay buôn. Lại là pha phát bóng hỏng vừa rồi của Bình. 5-3. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh phụ Đại Lâm Chuyện bên này. Quay lại tất cả các sân bóng rất dọn dẹp. Các bạn hãy đăng ký ủng hộ Xe và Le, Le và Xe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật sự trọng nhỏ. Quá tuyệt vời cho những cú phát bóng của mình. 6-3. Trọng nhỏ Trà Vinh. Phát bóng quá khó chịu các bạn à. 8-3. Một pha đầy quy lực rồi của Trà 2K3 1m72. Bốn sáu. Điều nữa. Duy 2K. Rồi. Nguyễn Dớt. 5-6. Một pha xử lý hay gì rồi của dẫn 2K6 bên kia. Di 2K1. Còn bên kia là dẫn 2K6 và Trà 2K3. Bảy năm. Vũ Arsenal sao nằm bên nào cũng có là sao ta? Cây đây. Quá hay. Một pha kết thúc đầy nguy lực vừa rồi của Cha. 6-7. Cái
Lại là pha phá bóng hỏng của Bình nữa rồi. 86. Quá ghê. Các bạn thấy như thế nào? Thật sự Đại Lâm rất ấn tượng với Trà 2k3 1m72. Trà từng là nội ám ảnh của Khánh Mơm và Tiên Đen. Khánh Mơm và Tiên Đen, nội ám ảnh. Buồn tốt. 1m72. Thật sự quá khó chịu. Quá hay. Chứ cười thiệt rồi. Đang quay chữ hoài luôn. Tạm nhau. Quá hay. Một pha xử lý hay gì đời của Đông. Nghĩ à. Tính ai ơi, nghĩ à bạn. Tầm 3-4 năm trước, ai về chợ đều thì hãy nhớ cái tên Tấn Năm Đồng Chiều bán chợ đều. Hiện tại bây giờ còn có đồng ở đây thôi các bạn ơi. Đây là cái bộ 4 Tấn Năm Đồng Chiều bán chợ đều. 98. Một pha quá đẳng cấp giờ của Trà. Trà thật sự rất tự tin khi đối đầu với Di. 2k1. Mời trên. Các bạn thấy các cầu thủ trẻ hiện tại bây giờ đang rất tiến bộ, rất đẳng cấp. Lại là Trọng phát bóng ra ngoài, Trọng nhỏ cho Vinh. Mời đeo. Một pha kết thúc tốt chứ rồi của Di. 2k1. Mười một mười. Quá ghê. Các bạn thấy như thế nào? Thật sự rất ấn tượng trước Trà. 2k3. Trước một cái dàn trắng thật sự rất khó chịu giữa Đồng và Duy. Mười một đều. Bóng tốt. Mười hai mười một. Quả liên tiếp. Hai quả liên tiếp. Quá hay cho Bình. Bên đây của mình chứ. Quả gõ cổ tay vừa rồi của Bình. 13-11. 13-11. 14-11. 14-11. Các bạn nào còn nhớ trên kênh YouTube của Lâm, bộ bốn bên kia từng đối đầu Tiến Đen và Khánh Mơm. Bóng ngoài. Quá khó chịu vừa rồi. Đã tiêm bóng ngoài ra ngoài. Mười hai mười bốn. Xong rồi. Quá ghê.
pha chạm vào đầu của Di, một pha chạm vào đầu của Di, bóng bay lên tới nóc nhà luôn các bạn ơi. 15-12, 15-12, kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng team trẻ Tây Ninh, đặc biệt là trà 2K3, dẫn 2K6, 1m86 và Bình. Có thể nói là Bình là một trong những cao thủ phát bóng quá khó chịu. Quá tuyệt vời phát bóng vừa rồi. Mời các bạn xem tiếp cặp đấu này nha. Thật sự cặp đấu rất hay. Các cầu thủ trẻ của Tây Ninh gặp gỡ Di 2K1 tại sân Cần Thơ Tây Ninh.